Ôi chà, thốn dữ. Lần đầu tiên mình thấy cái kiểu để mô hình theo mô típ như thế này. Hay cái cây này sao mà nó đáng sợ quá. Âu cũng là cái số thôi người anh em ơi. Lại đến chuyên mục khám phá những mô hình hiếm của nghiện mô hình. Hiếm ở đây là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mô hình Gesnapper là một trong số những bản giáp của Iron Man. Ít lên màn ảnh là độ nhận diện không cao và ít hãng kinh doanh, thế nên nó hơi khan hiếm hàng ở thị trường hiện nay. Thế nhưng không sao, hôm nay mình sẽ trên tay để cùng chiêm ngưỡng với các bạn nhé. Mình nhớ hình như là chỉ xuất hiện vài giây thôi, nhưng đối với người coi đi coi lại vẫn mê bộ này lắm. Nếu các bạn coi phim mà không nhìn kịp, có thể sưu tập bản này để từ từ chiêm ngưỡng cũng chẳng sao. Phần khớp thì lần này mình không đánh giá khá là cao. Nó nằm ở cái mức là chung chung, không quá khó di chuyển nhưng khi tương tác lại không đã tay. Nếu chỉ để bô và tương tác ít thì mức độ này có thể coi là tạm chấp nhận được. Nếu là fan của dòng phim người sát, các bạn nên có những bản chính trước khi muốn sưu tập thêm những bản bonus này.